Chào mọi người, mình là Vương Linh. Hôm nay mình sẽ trang điểm một kiểu đơn giản và mơ màng với các sản phẩm mỹ phẩm hữu cơ. Các bạn hãy theo dõi video của mình nhé. Sau khi kết thúc bưng nền, mình sẽ đánh một chút phấn tạo khối thật nhạt ở hai bên quai hàm. Với kiểu trang điểm này, các bạn sử dụng các bảng màu mắt tông nút có nhũ. Thử dùng mascara có màu nâu cùng với việc đánh viền mắt dưới bằng một cây bút màu nâu sẽ tạo ra cho bạn một đôi mắt mơ màng hơn. Thúc kiểu trang điểm này, bạn sử dụng màu son cam đất nhẹ nhàng cùng với màu má đỏ sẽ khiến cho gương mặt bạn vừa có nét nhẹ nhàng nhưng cũng rất mơ màng, đầy sức sống. Vậy là mình đã hoàn thành xong kiểu make up này rồi. Với phong cách này, điểm nhấn của bạn chính là ở đôi mắt màu nâu nhũ mơ màng cùng với hai bầu má hồng. Nhưng khi đi ra ngoài thì cũng đừng quên cầm theo cây son để thỉnh thoảng dọng lại nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn các bạn ở video tiếp theo nhé. Xin chào.